Ngày tháng bình yên chưa được bao lâu, sóng gió lại bắt đầu ập đến, cuộc chiến tranh đấu uy quyền lại nổi dậy. Tà hiệp cuồng, đến phút cuối chưa ai có thể nói được. Các môn phái lại tiếp tục cảnh người đến kẻ đi. 11 môn phái, 6 thế lực. Đây mới là lúc biết được ai chính là người có thể nắm giữ võ lâm. Phe phái nào, thế lực nào mới có đủ sức mạnh và khả năng? Nhưng bạn sẽ chọn con đường nào để tham gia chinh chiến? Tụi ta đến đây! Tiến lên! Đại chiến thập nhất môn phái và lục thế lực, cùng chờ đón tại Khai Mở Nội Công 2.